Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 8 tháng 8 năm 2023 giá tạm thời chưa có biến động mới. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long chưa có biến động. Tuy nhiên, theo quan sát của kênh Nhà Nông Miền Tây, có nhiều nơi anh em thương lái đặt cọc lúa cao hơn từ 300 đến 500 đồng một ký so với hiện tại. Theo các doanh nghiệp, giá gạo các loại chuẩn so với cuối tuần mặt bằng giá cao, giá lúa các loại chuẩn ở mức cao, lúa hè thu đa phần đã được cọc từ trước, lượng chưa cọc không còn nhiều. Nguồn lúa IR504 khan hiếm, nông dân đòi giá cao. Giá các tham khảo khoảng 10 đến 15 ngày trở lại. Tại An Giang, nếp An Giang 6.300 đến 6.400. Nếp Long An 6.900 đến 7.200. OM 380 6.700 đến 7.000 đồng. IR504 6.900 đến 7.200. Nàng Hoa 7.300 đến 7.500 đồng. Đại Thơm 8 7.600 đến 7.800. OM 5451 7.300 đến 7.500. OM 5451 Campuchia 7.100 đến 7.400. OM 18 7.700 đến 8.000 đồng. OM 4900 7.300 đến 7.600. Tại Kiên Giang, giá lúa hôm nay như sau: IR 504 6.900 tới 7.200. OM 380 6.700 đến 7.000 đồng. Đài Thâm 8 7.500 đến 7.800. OM 5451 7.100 tới 7.400. OM 18 7.800 tới 8.000 đồng. Nàng Hoa là 7.400 tới 7.600. RVT 7.200 tới 7.600. DS 1 8.200 đến 8.600. ST 21 7.100 tới 7.200. ST 24 ST 25 7.300 tới 7.600. OM 2517 6.900 tới 7.100. Jasmine 6.900 tới 7.200. Japonica 7.500 đến 7.600. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, OM 380 6.500 đến 6.700. IR 504 6.900 đến 7.000 đồng. Nàng Hoa 7.300 đến 7.500. Đại Thâm 8 7.600 đến 7.800. OM 5451 7.100 đến 7.400. OM 18 7.800 đến 8.000 đồng. ST 21 7.100 tới 7.200. ST 24 7.200 tới 7.400. Jasmine 7.400 tới 7.700, Japonica 7.300 tới 7.600. Tại Đồng Tháp, OM 380 6.800 đến 7.000 đồng. IR 504 6.900 tới 7.200, Đại Thâm 8 7.600 tới 7.800. OM 5451 7.100 tới 7.400. OM 18 7.800 tới 8.200. OM 4900 7.200 tới 7.500. Nếp tươi An Giang 6.200 đến 6.300. Nếp tươi Long An 6.900 đến 7.300. Tại Sóc Trăng, OM 380 6.600 tới 6.800. Đài Thơm 8 7.400 tới 7.800. IR 504 6.900 đến 7.100. OM 4900 7.100 tới 7.400. OM 5451 7.000 tới 7.400. OM 18 7.600 đến 7.900. Tài Nguyên 6.900 đến 7.300. RVT 7.600 đến 7.900. VNR 20 6.900 đến 7.200. ST 24 6.900 đến 7.300. ST 25 7.400 tới 7.600. DS 1 8.200 đến 8.400. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, Đại Thâm 8 7.300 đến 7.700. IR 504 6.900 đến 7.100. OM 4900 6.900 đến 7.300. OM 5451 7.000 tới 7.300. OM 18 7.400 đến 7.800, Nàng Hoa 7.200 đến 7.600, RVT 7.300 đến 7.600, ST 24 6.900 tới 7.300, ST 25 7.400 tới 7.600. Tại Long An và Tiền Giang, nếp tươi Long An 7.000 tới 7.300, IR 504 6.900 tới 7.200, Đài Thơm 8 7.400 tới 7.900. OM 5451 7.000 tới 7.500. OM 18 có giá là 7.700 tới 8.000 đồng. ST 24 7.100 tới 7.300. ST 25 7.400 tới 7.600. Nàng Hoa là 7.200 tới 7.500 đồng. RVT là 7.300 tới 7.600. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh,
IR504 có giá 6.900 đến 7.100, đài thơm 8 là 7.300 đến 7.700, OM5451 7.000 tới 7.400, OM18 7.400 tới 7.900. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.